À, nói chung em đi dự thi một cái cuộc thi. Thì cái lúc mà thi về trang phục tự chọn đó, thì nói là mà thi hoa thi dạ hội. Xong cái mọi người mới nói đề xuất lên là phải thi giữ là truyền thống Việt Nam, là mặc áo dài đó, cái đất là cũng hay. Thế là mặc áo dài, cái thế trời giữ được truyền thống là hay rồi. Cái tự nhiên cái đổi qua thi bikini, đi tắm biển mặc hai mảnh, trời ơi em nói không, không được. Muốn giữ truyền thống là phải ăn mặc cho đàng hoàng. Còn nếu muốn đúng truyền thống là tôi nói truyền thống cho mấy anh nghe. Cái mà anh mới hỏi là sao, ban tổ chức hỏi em chứ truyền thống là sao, nó là vậy nè anh, là bây giờ tại vì biển ở bên Việt Nam bây giờ là tin nó bị nhiều cái nhiễm dữ lắm rồi, cho nên ít có đi tắm biển lắm, bây giờ tắm sông cho nó ổn cho nó lành. Mà tắm sông thì thường là tắm tối chứ đâu có tắm ban ngày được, mà tắm tối thì đâu có cần mặc mảnh nào đâu. Bây giờ mấy anh chịu sao tắm sông hay tắm biển? Trời ơi, ban tổ chức họp khẩn liền họp, tên nó chạy họp rần rần giống như trái nhà, giống như cứu thương vậy đó. Họp với nhau là cuối cùng là cho là ý kiến em đúng, là bởi vì nếu mà cho em tắm sông mà không có giống gì hết trơn, trời là em nói thật sự là khủng bố, nó sẽ cầm tay em nó lôi đi liền. Dạ đó, cho nên là ban tổ chức sợ ra không cho luôn đó, cho nên em mới xuất hiện trong cái hộp như vậy nè. Muốn hỏi ngay, cái sự chuẩn bị lúc nào nó cũng phải hết sức chu đáo. Trước khi ra quân đó thì mình phải chuẩn bị kiến thức của mình để mình không có thua ai. Thì ngày hôm nay là có hẹn với nhà báo để phỏng vấn. Ủa mà sao cha nội này sao báo chí gì không có đúng giờ đúng giấc vậy trơn ta? Ủa? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Sao giống mà tôi đâu có ôm mìn cảnh tử vậy đâu mà ông rào ông làm như ông mà security check vậy? Ngay đây mà. Hoa hậu, Tân Hoa hậu. Ông đang cầm cái gì? Google Map. Hả? Trời ơi, nó chỉ ban đồ là hoa hậu xuất hiện ở đây. Trời đất ơi, Google bây giờ cũng biết em luôn đó. Cảm ơn Google. Ủa phải quanh đâu? Quanh. Trời đất ơi, từ ngày gặp người quen. Anh lạ vậy? Tới đây chào như miệng cho Tân Hoa hậu hả? Anh nói gì sao vậy? Ủa chứ kỳ trước em đậu rồi mà, thi cái đợt trước là đậu rồi. Cái đó hoa hậu thì cuộc khác. Kỳ trước là đâu phải là tên Kiều Oanh, cái này Kiều Oanh, còn kỳ trước em là Thủy Oanh mà. Là hoa hậu Đại Dương. À Đại Dương hả? À, Thủy. Rồi em đậu cái cuộc thi mà hoa hậu gì mà em là Thổ Oanh. Đó là hoa hậu trái đất. Ủa cũng là em vậy đó hả? Đúng rồi. Rồi kỳ này tới Tân Hoa hậu chuẩn bị cũng là em luôn. Đúng rồi. Trời, nói chung là ơi, tùy theo em là hoa hậu thế giới mà anh. Thế giới là sao? Là nói chung ai giới thiệu cái cuộc thi đó là em tới em thế em thi liền vậy đó. Dạ. Trời ơi, vậy mà cũng mà đặt bỏ cho Google rồi mới kiếm dạ. Được. Trời ơi, thấy vậy mới được chứ anh. Trời mà nói em nghe nè. Sao? Phỏng vấn em hai cái cuộc thi vừa rồi rồi. À, hả? Rồi cái cuộc thi này kêu anh lại phỏng vấn chi? Trời ơi, có đầy đủ hết trơn rồi phỏng vấn chi nữa. Ủa, anh mắc cười quá. À, mỗi một cuộc thi nó có giá trị khác nhau, mỗi một cuộc thi nó đòi hỏi cái vốn kiến thức khác nhau. À, thì anh là ký giả mà anh ăn học, anh ăn giọng cha mẹ anh nhiều quá để đi ăn học, thì bây giờ anh phải hỏi những cái gì cao siêu hơn chứ. Anh phải moi tim dắt ốc, anh dắt cái gì của anh ra để mà anh hỏi cho nó khó khăn hơn chứ. Tim có ốc có, dắt cái khác là dắt không được à? Thì anh muốn dắt cái gì đó, anh dắt mồ hôi, dắt cạn trước mắt gì đó, anh làm sao đó tôi không biết. Hiểu rồi. Tức là mỗi cuộc thi của em là bây giờ là phải có cái cuộc phỏng vấn khác nhau. Chính xác, đúng rồi. Thì mấy cái câu kỳ trước của hai cuộc thi kia anh hỏi xong hết. Nếu không tôi đâu có bỏ tiền tôi trả cho anh chi. Thôi giờ mình hỏi đơn giản được không? Ừ, đơn giản phức tạp gì biết có câu hỏi là được đón đòn anh liền. Rồi giờ về đi hỏi đơn giản mà ai cũng sẽ biết. Dạ. Và muốn biết về Tân Hoa hậu sắp tới. Dạ. Là Tân Hoa hậu nếu mà mình cuộc sống bình thường thì em thích nghe nhạc gì? Đó đơn giản. Trời ơi, cuộc sống bình thường mỗi ngày mỗi coi như là tân tiến lên thì mình thích nghe nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc? Dạ. Nhạc ngoại quốc của em là ví dụ như là hip hop hay là dance hay là dạ. Thôi, anh diễn tả vậy không dám nghe mấy nhạc đó đâu, anh giống con ngựa quá. Con ngựa già. Nhạc nó vậy mà. Thôi, con ngựa già lúc lâu nào em không thích đâu, ngoại quốc em nó khác. Em vậy thích nhạc ngoại quốc là nhạc gì? Em nghe giọng cổ. Con mẹ ơi mẹ. Giọng cổ mà ngoại quốc cái gì? Ủa bây giờ mình đang ở đâu? Thì ở Mỹ. Ở Mỹ thì nghe giọng cổ tại Mỹ thì đó là không phải ngoại quốc à? Nghe tại ngoại quốc. Nghe nhạc tại ngoại quốc. Nghe công nhận bởi vậy kiến thức em dữ dội quá. Trời ơi, dữ lắm. Hỏi một câu đơn giản mà em trả lời ở đâu mà nó đúng, dính. Đúng rồi. Hèn chi bởi vậy kiến thức cao mà anh hỏi tấp quá. Cái tên của em đó anh thấy rồi đó. Quanh là lanh quanh em đi vòng hồi em cũng đáp xuống ngay chỗ à. Quanh là dính em. Đúng đi rồi. Đi mà không thấy em đâu. Đúng rồi, dạ. Hay. Thôi giờ anh hỏi em nghe. Dạ. Thôi bây giờ là bây giờ em đi thi nhiều cuộc thi hoa hậu. Dạ. Em là Thủy Quanh rồi. Dạ. Rồi
Thổ Oanh. Dạ. Từ giờ là Kiều Oanh. Dạ. Nhưng mà thật sự đó là tên thiệt hay là tên tên gọi là nghệ danh của em? Cái đó nghệ danh để đi thi anh. À, mỗi cuộc thi nó có giá trị khác, em phải đổi chữ lớp. À. Còn tên thiệt em nói anh hết hồn luôn. Em còn phục ông bà cha mẹ em ngày xưa luôn á. Sao mà tân tiến quá, ở trong cái thủy ho cò gái dòng sâu nước mặn tên nó xa xôi mà sao đặt cái tên của em. Nói ra là ai cũng biết tên ngoại quốc hết trơn. Vậy đó hả? Ờ. Đứng qua đây, nói tướng tá rồi anh suy nghĩ nha. Tên ngoại quốc của em có thể là Christopher, Jennifer hay là furniture. Không, furniture là đồ trang trí nội thất anh à. Trời ơi, em nói anh nghe. Cái gì mà phơ, cái gì mà trơ. Trời ơi, con gái đàng hoàng ai mà phơ. Phơ cho nó đen à. Bây giờ người ta còn tốn tiền ta đi tắm trắng, tự nhiên đi ra trên phơ, để phơ làm chi. Còn gì, anh nói cái gì trơ. Trời ơi, không có trơ, được trơ là tự nhiên là không có ăn mặc gì hết trơn cho nó dòm, free à. Ủa vậy hả, vậy cho cái tên nước ngoài của em là tên gì? Linda. Linda. Trời ơi, ông già ở dưới quê mà còn chuộng nước ngoài dữ vậy đó. Không phải là tại vì ở nhà em có cái đa mà nó linh thiêng cái lắm, cậu gì được cái đó. Thế là ông già em tưởng nhớ ông già em đặt tên Linda là linh thiêng, gì có cây đa linh thiêng. Ui ôi ghê chưa. Mà chưa đâu, con em nó có tên còn ghê hơn em nữa. Tên gì? Linh Đề. Linh Đề. Là tại vì ra cây đa đó rồi khấn cầu sao cho số sao đó rồi đánh đề thắng. Thắng nó linh quá thế là Linh Đề. Linh Đề là cái tên từ đó ra đời. Trời ơi, ghê chưa. Ông già em đặt cái tên đâu rồi trúng đó. Trời ơi, ông già em mà nha. Nhưng mà nói em nghe bây giờ. Dạ. Cái này là tên tuổi rồi đó, nó là vậy thôi. Dạ. Nhưng bây giờ mình vô cái cuộc thi đi. Dạ. Thấy không? Ừ. Em là thi hai cuộc thi vừa rồi. Dạ. Chuẩn bị là sẽ đi thi cuộc kế tiếp. Đúng rồi. Và còn nhiều cuộc khác nữa. Nhưng mà thường thường thấy ở trong cái phần cuộc thi hoa hậu cái phần mà khó khăn nhất á, mà ban giám khảo đánh giá cao nhất á, là ta gọi là cuộc thi ứng xử. Dạ. Vậy em có hiểu thế nào hai chữ ứng xử không? Trời đất ơi, đi thi nhiều quá ba không hiểu hai chữ ứng xử thì đi chết đi chứ sống gì. Giải thích cả. Em nói anh nghe nè. Ứng xử hai cái từ đó cái nghĩa nó dữ dằn lắm. Nghĩa sao? Ứng xử là như thế này nè, là khi mà mình ra nó là mình phải trả lời, nó hỏi làm sao mình trả lời cho nó đừng có dị ứng, vì nó dị ứng nó sẽ xử mình tại chỗ khỏi thi luôn. Ta kêu hỏi hai chữ ứng xử trong tự nhiên giải thích nó vậy đó. Chứ sao? Ý nghĩa quan trọng của nó là anh không ai hiểu, chỉ có một mình em hiểu. Ứng xử là làm sao cho nó đừng dị ứng. Đừng có dị ứng. Mà dị ứng là nó xử. Chính xác. Nó xử tại chỗ luôn á. Bây giờ nói em nghe. Dạ. Bây giờ khi mà em đã thi cuộc thi hoa hậu nhiều quá rồi đó. Dạ. Có bao giờ em suy nghĩ dạ. là khi mà em đoạt hoa hậu rồi. Dạ. Em sẽ thành một người phụ nữ. Gọi là hoa hậu thì ta phải nết na, phải thùy mị, phải dịu dàng. Dạ. Đi ra đường gặp người này người kia là phải rất là thân thiện. Dạ. Thấy không? Thì khi mà em gặp một người nào đó đối xử thân thiện, thì em gặp một cái thằng cà chớn nào đó. Dạ. Ví dụ như anh. Dạ. Phải anh thí dụ thôi. Ừ. Anh chưa. Dạ, dạ. Nó đối xử cà chớn với em thì em sẽ đối xử lại với nó. À, tức có nghĩa là gặp người mình đối xử tử tế. Đúng. Mà người ta không tử tế với mình. Đó. Dễ thôi anh. Làm sao? Thí dụ mình tử tế với người ta mà người ta không tử tế với mình thì mình cho nó tử luôn đi rồi mình tế. Hoa hậu thì thân thiện. Chứ sao anh mày phải thực tế. Dạ. Rồi em mà cái tánh tình đồ của em vậy rồi. Em mang cái danh hiệu hoa hậu vậy. Dạ. Có bao giờ em gặp được người đàn ông mà tốt với em không? Trời đất cô, em nghe bạn em đồn hoài chứ gì anh. Bạn em nói vậy nè, phụ nữ mình ai cũng ước ao đi gặp được người đàn ông tốt hết trơn á. Mà người ta ưa nói vậy nè, đàn ông tốt giống như ma vậy đó. Cho nên không bao giờ gặp được. Vậy là anh hiểu tại sao rồi. Dạ. Tại em nặng bóng vía quá. Thì chắc em diệt vong đó anh. Dạ. Bây giờ câu chót nè. Dạ. Nhưng dạ. Em là nhiều câu hỏi quá rồi. Dạ. Bây giờ mỗi một lần phỏng vấn em là kiếm cái gì nó khác chứ. Dạ. Hỏi hoài nó bị trông. Đúng rồi. Bây giờ câu chót hỏi em nè. Dạ. Để anh suy nghĩ cái câu nào cho nó thật là ngon lành coi. Để anh coi trong cái nốt của anh có còn cái câu nào rồi không anh nha. Anh nốt gì đi. Coi cái, còn cái câu nào mà khó cho em không? Khó đi anh, trời ơi. Bây giờ có câu này nè. Thường thường ta nói phụ nữ là phải hiền. Dạ. Thấy không? Dạ. Thì bây giờ em có định nghĩa được cái sự khác nhau của hiền và ác không? Dạ được chứ anh. Trong con người của mình lúc nào cũng có hai người ngự trị hết trơn á. Là một người hiền và một người ác. Đó. Thì nó đơn giản thôi. Khi mà cái hiền của mình á mà nó bị giẫm nát thì tự nhiên cái ác nó sẽ lên ngôi. Nó là ý nghĩa của hai từ hiền ác. Dạ. Mày này chắc cái ác nhiều hơn cái hiền. Em không biết.
Tùy ai muốn đánh giá sao đó. Rồi. Vậy dạ. Là được rồi, những câu hỏi của em là vậy là đầy đủ rồi. Dạ. Nhưng bây giờ anh chỉ nói em nghe, bây giờ em qua em cứ đi thi hết chỗ này tới chỗ khác vậy. Dạ. Thì em có lúc em qua Mỹ rồi em có thời gian em đi học hành tiếng Anh, tiếng Mỹ gì không? Trời đất ơi, mắc đi săn lùng mấy cuộc thi rồi, lo lắng gần chết luôn, làm gì có thời gian đi học anh. Vậy hả? Dạ. Rồi, có đi thi cuộc thi Mỹ nào chưa? Có ghi danh rồi. Mà chưa có vô được. Sao vậy? Tại vì mấy cái cuộc bình thường Việt Nam này nọ kia đó là có mấy chục thôi à. Mấy chục nghìn á. Mấy chục nghìn á, dạ. Là đọt rồi, có thể đọt rồi. Còn vô cái cuộc thi Mỹ á, nó đòi cao dữ lắm, không có tiền. Anh nó đòi hỏi cao quá. Nó đòi cao quá mà trong khi bên kia bán được có mấy miếng đất được các thứ rồi, bây giờ xài gần hết rồi, qua đâu ăn học giống gì đâu, rồi lo đi thi không vậy đó. Ai mở thi à. Rồi ở Mỹ mà không biết nói tiếng Anh gì hết vậy đó ha. Không nói vậy thôi chứ cũng chút chút. Nói chút chút là nói sao? Thì cũng giao tiếp được với nhau. Đâu thí dụ coi. Thì thí dụ hôm bữa ha, kế bên nhà em á có cái thằng đó nó qua nó hỏi em. Nó hỏi chứ em của chị đâu. Em mới nói em sổ tiếng Anh liền. Rồi. Hero. À nó hiểu không? Hiểu. À, nó hero biết là nó phải hiểu. Là đi đó. Rồi. Rồi nó mới hỏi chứ đi bao lâu. Đó, bắt đầu khó em đó. Em suy nghĩ. Em suy nghĩ em nói trả lời sao? Hero go. Là sao? Là đi rồi lâu lắm không biết chừng nào gì. Sao nó biết là lâu? Thì Higo là đi bình thường. Higo là double lên là nó đi lên không có biết đường gì à. Tiếng Anh thì dễ hiểu quá. Dạ. Higo là đi. Và Higo là đi lâu luôn. Cứ đó. Vậy cứ double lên go là đi còn không biết đường về. Rồi ví dụ như go thì sao? Là đi thẳng ra Big Family. Là chỗ nào? Nghĩa địa đó. Trời ơi đi 3-4 lần go rồi làm sao có đường trở về cho nội. Hiểu không? Cái này mà gặp go là đi xa dữ lắm rồi. Là ông đó. Ông là chừng nào mà tôi go tôi mỏi miệng là ông đi luôn, không có đường, không có khứ hồi. Dạ. Thôi bây giờ vậy. Nó vẫn chơi vậy thôi với anh cho bây giờ vậy đi. Mai mốt anh gặp tôi đó anh phải soạn những cái câu nào mà cho nó hóc búa cho nó dễ sợ vì tôi là cái thuộc dạng mà thâm niên thâm sâu thâm nho rồi anh hiểu không? Đó hiểu chưa? Soạn đi rồi thế nào cũng hẹn nhau cũng gặp nhau nữa. À, việc suốt đời tôi là tôi đi thi, có là thi, còn tiền là còn thi. Khi nào không thấy mà tôi hôm lét rồi là tôi hết thi nha. Nhớ nha, mốt rồi bây giờ tôi đi. Thôi bây giờ đi đâu nữa? Đi thi, trời ơi đi thi, sinh ra là để thi nha. Nha, nhớ, soạn những cái câu mà nó thâm, nó sâu, nó già, giống như tuổi của ông vậy đó. Nhớ nghe chưa? Trong cuộc đời ký giả của tôi chưa bao giờ mà tôi gặp mà double hoa hậu vậy. Cái này ném về triple rồi chứ. Trời ơi. Hy vọng là trong cuộc đời ký giả của tôi đừng bao giờ mà gặp cái con quỷ này nữa. Ladies and gentlemen, today's best show time. I will show you a people who special singer. And now, let me speak Vietnamese. That easy for me. Dạ, dân chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Dạ, kính thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc càng ngày càng cao quý khán giả, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm và khám phá những tài năng trẻ. Tuy sự khám phá và tìm kiếm có hơi lẻ tẻ nhưng nhìn chung tất cả đều rất trẻ và có cái nét mới mẻ. Nhìn chung mỗi người mỗi vẻ đều nhưng đều rất khỏe. Có người ca thì ca quá khỏe, còn người có giọng ca thỏ thẻ. Và bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị một giọng ca mới đẻ. Xin lỗi, không phải giọng ca vui tươi mát mẻ. Nhưng trước khi mời nữ nghệ sĩ trình diễn với quý vị khán giả, tôi xin thưa là nữ ca sĩ là có cái tên rất đẹp. Và trước hết tôi xin thưa với quý vị là lân múa hay nhờ pháo, con người ta vui tươi tỉnh táo nhờ có nhiều đô la. Còn nghệ sĩ ca hay là nhờ tiếng vỗ tay của quý vị. Vậy xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Medulla Madonna. How do you do, sir? Ai đu sao tôi đu vậy? Trời ơi. Madonna Huyền xin kính chào quý vị. Dạ kính thưa quý vị,
Khỏi cần giới thiệu với quý vị thì quý vị cũng nhìn thấy nổi cái tướng đi và cách ăn mặc của nữ nghệ sĩ này. Quý vị cũng hình dung đây là một con người hành tinh. Hả? À, xin lỗi, một minh tinh điện ảnh. Dạ thưa cô Medulla McDonald Quyền, tôi muốn xin hỏi cô, cô có thể cho khán giả và tôi biết về cô thích ca loại thể loại nhạc nào nhỉ? Tôi chuyên ca những loại của FBI. Ủa, không phải những loại nhạc thịnh hành nhất hiện nay. À, thịnh hành nhất hiện nay. Vậy là cô ca nha, rock and roll, rap hay là new way? Ồ, mấy cái loại đó xưa cũ lắm rồi. Bây giờ tôi ca những thể điệu mới hơn. Đó là thể điệu freeway. Freeway. Dạ thưa cô, vậy chứ freeway là sao? Thể điệu freeway là một thể điệu hát tự do. Ai muốn hát sao thì hát. Khán giả nghe được thì nghe, nghe không được thì ráng chịu. Vậy cô có thể trình bày một cái thể loại điệu freeway cho bà con cô bác nghe được. Dạ được. Tôi xin trình bày nhạc phẩm The Mix of the Music. The Mix of the Music. Dạ. Là sao cô cho tôi biết coi? Có nghĩa là sự pha trộn của âm nhạc. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thà rằng không biết thời thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn. Tuổi thân Phật tao quá đắng cay, cũng vì bà Tám bà Hai nói cái mặt tôi giống lai nhìn tựa con heo quay. Tôi thề cho có nói sai cho chị Tám chị Hai bẻ loại cả hai tay, để tôi cứ bài bàn chất đắng chất cay mà người ta dục bỏ không. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa để quên hết đi những việc trong nhà. New way, dạng ta ta Toyota. Định mệnh trái ngang đường đời đôi ngã đường, tôi đi đường anh ở tình nghĩa đôi ta, tôi thề muôn kiếp chia lìa. Hả? Còn thiện tay thiện tay. Hay quá. Trời, kính thưa vị một lần nữa, Medulla Madonna Huyền. Madonna Huyền xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị lần sau. Madonna sẽ không hát những loại nhạc ở freeway nữa mà sẽ hát những loại nhạc ở đường trong. Bye bye. Đúng rồi, đúng là thể loại nhạc freeway rồi, lạng lách quá trời, chóng mặt muốn chết. Và kính thưa quý vị, một lần nữa xin giới thiệu với quý vị một khám phá mới nữa. Một giọng ca ít khi xuất hiện mà mỗi lần xuất hiện đều gây cho khán giả một ấn tượng khó chịu. Ê, xin lỗi, một ấn tượng dễ chịu. Giọng ca hay mà không kênh kiệu mà cũng không cường điệu. Ca rất êm dịu, có khi ca rất mùi rượu, vì vậy tôi mới giới thiệu cho những người sành điệu. Mà nữ ca sĩ này có một tên rất dài. Đây xin giới thiệu quý vị, Công Tằng Tôn Nữ Trà My Diệu Hiền Bành Thị Thanh Ngô. Quỷ sứ giới thiệu tao ra rồi bỏ chạy mất tiêu à. Quỷ sứ ghét dễ sợ luôn gì đó. Trời ơi giới thiệu tao ra cái bỏ chạy mất tiêu à. Hương đây hả? Hương đây chứ còn ai nữa. Trời ơi, hình như là chúng có gặp Hương một lần ở đâu nè. Thiệt không? Thiệt. Tao nhớ là coi gặp đâu vậy? Để tao suy nghĩ coi, hình như là rồi, gặp Hương ở bên đèo. Anh nói sao? Hương bên đèo. Gặp Hương bên đèo, nói ngược lại là gặp heo ở bên đường á hả? Trời ơi, mặt ta vậy nói ta mặt heo kìa. Quỷ sứ không đẹp hát nào. Thôi mà, xin lỗi vuốt giận. Dễ sợ luôn á. Thôi vuốt giận. Mặt gì không mặt heo. Thôi quá trời quá đất, đó giờ chưa ai nói mình dễ trơn á. Trời sợ lép. Quỷ sứ lợi dụng tình thế rồi. Dê ta hả? Không có đâu.
Tự nhiên anh thấy em sao anh thương liền à? Thương thiệt không? Trời ơi, thề với em anh thương trời em lắm. Sao mà anh xứng với em được, trời người anh cũng tắc tám mà. Nhưng mà em nói nghe, người em khó tánh lắm nha. Anh thương mấy đó. Người nào mà muốn thương em đó phải biết ca hát em mới chịu đó. Vậy hay không? Anh biết ca hát gì không? Anh biết ca cổ nhạc chứ anh không biết ca tân nhạc. Cổ nhạc hả? Cái loại này mới mà phải không? Mới anh ca thử em nghe một bài coi. Ca rồi anh cưới em chịu không? Đó tính sao đi. Rồi tính sao đi, bây giờ anh ca giờ một câu giọng cổ toàn là chữ C không? Cái gì? Chữ C không? Trời ơi, ca giọng cổ mà toàn bằng chữ C không hả? Trời ơi, cái chữ đó khó ca lắm đó. Anh à, anh nói em nghe. Đầu câu cuối câu đều chữ C hết, bây giờ anh nói cái tựa cho em nghe là chữ C rồi. Cái tựa là gì vậy? Cái tựa câu giọng cổ này gọi là cô chính chơi chim. Ôi, tựa gì nghe hồi hộp quá trời quá đất vậy. Đây dặn ca nghe nha. Nghe. Cậu cả cẳng cậu cười cô chính cạnh. Cậu cười cô chính chắc cô chính chịu chơi chim. Chim cu chim cu chim cúc chim câu chim cò chim cường. Trời chơi nhiều quá vậy. Cô chính còn chịu chơi chim cao cổ chim chuyền chuyện chim chích chè. Hay quá hay quá. Chắc cậu cảnh cậu coi cô chính chơi chim. Cậu cợt cợt cậu cười cười. Gì hả? Coi trà cái cổ cô chính công công. Cái cảnh cô chính cục cục cổ còn cúng cúng. Cổ co co cổ còn cái cỏ cù cưa. Cô cam cô cam cũng còn cười cô cũng cười. Cái cổ của cô cổ cô càng cục thì cảnh cô càng cùi. Trời ơi. Hay quá trời luôn vậy đó. Thương không? Sự kiện cưới đó tính sao? Phần cưới đó mình tính sao đi nha. Bây giờ Hương có thể cho Chung và quý vị khán giả biết cái lý do nào mà con đường nào mà dẫn dắt Hương vào nghề ca hát á? Con đường nào dẫn Hương vào nghề ca hát hả? Đó là con đường Bosa với Magnolia. Bosa gì sao kỳ vậy? Anh biết tại sao mà Hương đi trên con đường Bosa với Magnolia không? Tại sao? Biết để làm chi không? Để chi vậy? Để lượm lon. Cái chữ lượm lon đâu có dính líu nghề ca hát của em đâu. Trời ơi có chứ sao không có. Sao? Biết sao hồi xưa gia đình của Hương giàu có lắm đó. Nhưng mà Hương lúc nào cũng sống trong cảnh túng thiếu hết trơn đó. Ôi trời nghiệp ơi sao vậy? Biết tại sao sống túng thiếu không? Sao vậy? Tại vì Hương đánh bài. Ôi trời ơi. Đánh bài hả? Bởi vậy gia đình mới dặn bỏ Hương ra ngoài đường. Trời ơi không lượm lon lấy gì sống. Rồi bây giờ là lý do nào mà đưa Hương vào nghề ca hát? Trời anh biết không, ngày nào cũng lượm lon từ sáng tới chiều tối đó. Mà chưa đủ tiền đặt một cây nữa. Cho nên sau này thấy làm ca sĩ dễ hơn. Cho nên là Hương mới đổi qua làm ca sĩ. Vậy hả? Bây giờ Hương có thể ca một bài hát đặc biệt để mà giúp vui bà con được không? Dạ được. Liêm hát làm bài những bài hát là của Hương là toàn có nội dung hết đó. Rồi. Nội dung bài hát này nói lên lòng chung thủy của người phụ nữ. Khi mà có một người chồng suốt ngày phải vì công việc bỏ bê vợ con ở nhà. Nhưng mà người phụ nữ với một mực thủy chung. Bài hát được mang tựa đề I don't want to sleep alone. I don't like sleep alone. I would like sleep with you. If you don't like sleep with me, I never sleep alone. Con to meet the round, con to meet the white, con to meet the green. I don't care you are, I want it all. I want you. Con to meet the round, con to meet the white, con to meet the green. I don't care you are, I want it all. I want you. Con to meet the round, con to meet the green. Thôi, ta lợi đông quá đâu kêu chi nữa. Trời ơi, độc thân ngoài sân ngủ nội. Dạ kính thưa quý vị một lần nữa, công tần tôn nữ trà mới diệu hiền Bành Thị Thanh Hương. Dạ Thanh Hương xin kính chào quý vị. Trời ơi đi đánh bài, sắp đóng cửa rồi. Dạ kính thưa quý vị, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị hai giọng ca mới.
Bây giờ lần lượt chúng tôi sẽ từng tự gửi đến quý vị những khám phá mới nữa những lần sau. Bây giờ xin quý vị cho một tràng pháo tay thật kêu cho hai khám phá mới nhất hiện nay. Mời. Dạ. Văn Trung, Bảo Liêm và Mai Lệ Quyền xin kính chào quý vị. Cái bệnh nhức đầu này mình xui quá đi à. Đi bác sĩ hoài cũng không có khỏi nữa. Chán quá. Bác sĩ Lý Tâm Thành chuyên trị bá bệnh. Ông nào cũng quảng cáo chuyên trị bá bệnh mà rốt cuộc đâu có cái bệnh nào hết đâu. Chuyên chỉ bát lát thì có đó. Bác sĩ Lý Tâm Thần chuyên trị bệnh rụng tóc. Nếu sau một thời gian dùng thuốc đặc chế mà vẫn không thuyên giảm, xin hãy cứ trở lại vì chúng tôi còn có bán thuốc trị bệnh sói đầu. Chuyên trị tim gan phổi phèo hô hấp, tiêu hóa chỉ, táo bón, tiêu chảy, kiết lỵ và các thứ bệnh đường ruột. Đả thông kinh mạch, tăng cường sinh lực, đau nhức khớp xương. Chữa trị và phòng ngừa di tinh, mộng tinh, hược tinh. Cái này là gì nhỉ? Nam bất lực, nữ lạnh cảm, kinh nguyệt không đều, hành kinh đau bụng. Đặc biệt làm cho phụ nữ dễ mang thai. Làm gì còn có cái vụ làm cho phụ nữ dễ mang thai nữa. Mấy cái màn này đó, ông nào mà làm không được, cần gì phải bác sĩ quảng cáo chứ. Để coi. Chúng tôi còn có thuốc gia truyền làm cho người già ăn ngon, ngủ yên, tươi vui, khỏe mạnh, y như người trẻ. Người trẻ sức khỏe tốt, thông minh, đầu óc sáng suốt, khôn ngoan, y như người già. Sao mà lộn xộn quá vậy? Đúng là bác sĩ Lý Tâm Thần nha. Mấy cái ông này đó, lẽ ra đó ông phải đi chữa cái bệnh tâm thần của ông mới đúng không? Kế hoạch hóa gia đình, ngửa thai, dưỡng thai và phá thai. Đặc biệt, rồi lại đặc biệt. Chỉ dứt hẳn và phòng ngừa các loại nhức đầu kinh niên. À, cái này mới có lý này nè. Làm gì đó mình cũng phải chữa cái bệnh nhức đầu của mình chứ. Chứ cứ để nhức đầu như vậy làm sao mà học hành được đây. Rồi để coi, mấy giờ rồi? Điều này đi không biết kịp không à? Thôi kệ, cứ đi bác sĩ đi, đi khám trước á, rồi học hành sau. Đi đi. Chết vậy bác sĩ? Tôi với chú chết chứ ai chết. Ủa sao tự nhiên chết thì động đất ha? Động đất cái gì? Tình trạng như vậy nè, không có bệnh nhân tới khám thì sớm muộn gì tôi với chú cũng chết à. Mà hãy mà tôi chết á thì chú cũng chết theo luôn á. Ý bác sĩ ơi, cho sorry nha, cho tôi sorry. Bởi vì sorry. Tôi còn phải nuôi nguyên một cái gia đình của tôi nữa. Bác sĩ chết thì cứ mời bác sĩ tự nhiên chết. Còn tôi bác sĩ để cho sống, tôi đi kiếm cái chóp khác nuôi gia đình tôi. Chứ tôi chết gì tội tôi.
Thôi chú ơi, chú lộn xộn quá. Chú làm ơn vô lo dọn dẹp, lau chùi mấy cái bàn ghế bên trong cái đi. Giờ tôi lau chùi bàn ghế chi để lát nữa tôi lau sao giờ lo cái bộ hồ sơ. Nói bác sĩ nghe nè, mấy cả dạ. tháng rưỡi nay rồi à. Tháng rưỡi trời nay rồi không có ai tới khám bệnh đâu, có đụng vô cái hồ sơ chi. Trời ơi, giờ bác sĩ vô trong coi đẹp lắm. Đâu? Nó nhện, nó văng như Halloween vậy á. Trời đất ơi, sao mà ghê gớm quá vậy. Thôi thôi chú làm ơn lau cho sạch sẽ đi nha. Để lát rủi có bệnh nhân tới thì kỳ lắm á. Thời buổi gì đâu mà người khôn của khó. Khám bệnh mà cũng bày đặt kén chọn. Bác sĩ thì phải đòi phải đẹp trai, trẻ tuổi. Còn già già như mình thì chê. Mà phải chi mình có khám dở cho cam đâu. Không có bệnh nhân nào mà chết mà trở lại mà than phiền mình hết trơn á. Cái gì mà phòng mạch gì đâu mà sáng bây giờ chẳng có ma nào gọi vô lấy hẹn hết trơn. Ê trời ơi, có hả? Có hả? Trời ơi, tao nói hồi sáng tôi nghe cái cú điện thoại là tôi mừng hết hồn, mà tôi giờ tôi quên bị đầu óc già lú lẫn. À. Hồi sáng có cái cô kia, cô tới, cô gọi điện thoại tới, cô nói cái gì đó, nhưng mà theo tôi đoán nói là lấy hẹn khám thai. Có. Có hẹn mấy giờ? Có hẹn khoảng chừng từ 10 giờ tới khoảng 6 giờ là cô tới à. Sao chú không nói cô hẹn luôn tháng này tới cho chắc chắn luôn? Ai biết đâu. Cái xứ sở gì đâu á. Mà con nít mới chưa ráo máu đầu à, đã có bồ có bịch rồi. Tới đây khóc lóc nhờ mình phá thai. 10 đứa tới đây á, hết 9 đứa chưa có chồng rồi. Con gái bây giờ không biết sao mà nó hư hỏng quá đi nữa. Mà tức một cái là nó hư hỏng với ai, ai đâu không á. Không có đứa nào chịu hư hỏng với mình nữa chứ cho đỡ khổ. Ủa? Ai đây? Alo. À, văn phòng mạch bác sĩ tâm thần đây. Ủa? Hả? Ủa? Sập xám hả? Hạp lắm. Bộ thiếu tay hả? Thiếu một tay hả? Được rồi, tôi tới liền nha. Tôi thu xếp tới liền nha. Chờ nha không? Ok. À, chú Bảy à? Chú Bảy. Tôi đây. Chú Bảy à, chú đâu rồi? Tôi đây. Trời ơi, bây giờ tôi phải qua hậu y sĩ để bên sập xám. Chú ở nhà lo thu xếp và coi chừng phòng mạch giùm tôi được không? Hả? Trời ơi, rồi lỡ cái cô gì đó cổ tới cổ khám bệnh rồi bác sĩ đi rồi. Trời ơi, biết cổ mấy giờ tới mà bắt tôi chờ. Tôi vẫn chuyện phải đi mà. Trời ơi, tôi nói bác sĩ nghe nè. Thôi bác sĩ bỏ đừng có bài bạc nữa đi. Bác sĩ lo ở đây, bác sĩ lo làm việc đi. Bác sĩ bỏ đi riết hầu bệnh nhân tới. Không có bác sĩ người ta bỏ đi hết trơn hết trọi rồi sao. Quánh bài rồi chi vậy, đừng quánh bài nữa đi. Đủ rồi nghe chú. Cái chuyện business là của tôi. Nghe không? Tôi ở nhà phòng mạch ế ẩm như vậy. Tôi ở nhà chú có ích lợi gì. Tôi để tôi đi qua bển đi. Tôi kiếm chút cháu về để trang trải. Tôi có sở hội. Để ai trả tiền nhà, ai trả tiền điện, chú có lo nổi không? Trời ơi, sao tôi lo nổi, bác sĩ lo không nổi, sao tôi lo nổi vậy? Thôi bác sĩ cứ lo làm việc business của bác sĩ đi. Vậy mà cũng nói. Nè. Gì nữa? Đó tôi đây. Không có biết quánh đâu nghe. Ai mà kêu chú đánh làm gì? Nè, một lát nữa cái cô đó mà cổ có tới đó thì chú khám sơ sơ, thấy không? Chú làm. Trời ơi, không có được đâu, không có được. Sao không được? Trời ơi, bác sĩ ơi, ở Mỹ này là ta nói cái mạng người quan trọng lắm. Không có được đâu, tôi không có biết mần cái gì đâu mà biểu tôi. Trời đất ơi, chú làm ở đây bao nhiêu năm rồi, ít nhất chú thấy một năm ít nhất tôi khám bệnh cũng 3 lần mà. Biết hơn chứ bác sĩ, cái đó là nhớ lộn rồi. Hả? Tôi là tôi đếm từng ca một, là tôi nhớ cái năm nay là tôi coi bác sĩ khám bệnh là 4 lần mới coi khám không đó nha. Vậy là đỡ hơn năm ngoái ha? Đỡ hơn nhiều, được 4 lần. À, thì được rồi, chú thấy tôi làm việc hàng ngày đó, thì chú cứ bắt chước làm y vậy đi. Trời ơi, tôi nói bác sĩ nghe, ba cái vụ mà binh bài là tôi không biết, hồi xưa tới giờ cha mẹ tôi đẻ tôi ra chưa bao giờ tôi cầm cây bài tôi binh hết. Mà bác sĩ ngồi trong phòng mạch này tôi thấy bác sĩ binh bài nhiều hơn là khám bệnh. Đủ rồi, thôi được rồi. Nghe không, bây giờ tôi nhờ chú khám bệnh giùm cô đó.
cổ tới đó thì chú chỉ việc khám sơ sơ thôi nghe không, rồi vô trong phòng đó đưa cho cổ hai viên thuốc bổ, nhớ là thuốc bổ, đừng đưa lộn thuốc sổ nghe không, là chết cả đám đó. Vậy trong trọng cả đám thuốc biết thuốc nào bổ thuốc nào sổ? Tôi có ghi ở ngoài mỗi cái lọ hết trơn đấy, đừng có lo. Tiếng Việt hay tiếng Mỹ vậy? Việt Nam. Tiếng Việt được nghe, tiếng Mỹ tôi đưa thuốc chuột à. Trời đất ơi chú, nè xong rồi đó, rồi chú hẹn cổ ngày mai trở lại tái khám nghe không? Chú lấy nhẹ nhẹ cho cổ chừng 100 đồng lần đầu tiên thôi. Ê trời ơi, 100 hả? 100 thôi, đâu có mắc đâu. Nghe không? Một nhẹ. Nhớ nghe không? Tôi đi à. Ủa. Khoan. Đây gọi vợ cái. Alo. Em hả? Anh đây. Bữa nay anh đi làm về trễ. Em với con kiếm gì ăn rồi lo đi ngủ sớm đi nha. Anh về khuya lắm. Trời ơi, thì đi khám bệnh chứ đi đâu em. Trường hợp khẩn cấp mà. Có ba bác sĩ đang chờ anh ở đó. Chờ anh tới là đủ bốn tay là bắt đầu mở sòng. Ơ không phải, bắt đầu mổ liền á. Nghe không? Ok, thôi. Thôi anh đi nha. Tối anh về nha. Ok, bye. Đã quá. Chú Bảy ơi. Chú Bảy. Trời ơi, tôi nói bác sĩ nghe, mỗi lần bác sĩ đi như vậy nghe. Bà bác sĩ bà tới bà hỏi bác sĩ đi đâu. Trời ơi, tôi nói láo mấy lần rồi. Hỏi gì? Hỏi bác sĩ đi đâu. Trời đất. Mà bà thấy nguyên cái vỏ đồ nghề ở đây, bà khen bác sĩ quá trời luôn. Bà khen sao chú? Bà khen nhà bên chồng bà có phước. Lẽ ra có thằng con trai cho đi học bác sĩ mà học giỏi quá trời. Bác sĩ mà khám bệnh không cần đồ cũng khám được, giỏi quá. Vậy? Dạ, bác khen quá. Tốt. Không cần đồ hả? Tại bác thấy đồ nghề để lại mà bác sĩ đi khám. Thôi chết rồi, thôi lần này chắc tôi phải xách theo cho bảo đảm. Nên nè, chú lấy cái áo này để lát choàng vô cho giống bác sĩ nghe không? Nhưng thôi là ta nhìn chú bận đồ vậy kỳ cục quá. Nghe không, sao giống bác sĩ được? Bác sĩ cho có ý kiến được không? Ý kiến gì nữa? Tôi nói áo này rồi bác sĩ đừng có để cái màu này. Trời ơi, màu này màu tan tóc lắm. Bác sĩ chơi cái màu khác đi. Nhuộm nó màu đen á. Sao đó? Đeo cái kiến đen vô là tưởng nó là Châu Nhuận Phát, mái nhuộm bãi Thượng Hải. Thôi đủ rồi chứ. Làm ơn. Nghe không? Ở nhà coi phòng mạch giùm tôi nghe không? Khám bệnh giùm tôi. Giữ tiền giùm tôi. Cái tôi qua bệnh. Tôi tệ. Mấy ông chờ chết. Thôi tôi đi nghe chú, đem đề theo cho bỏ đảm chú ơi. Để thác vợ tới là chết. Đi thiệt hả? Tôi đi nghe chú. Good luck nha. Trời ơi, dáng dái trời cho ổng ăn đi ông ơi. Trời ơi, ổng mà không ăn tháng này chắc tôi cũng meo râu theo ổng luôn quá. Trời ơi, tôi không biết mấy ông này nghĩ sao. Ôi, làm bác sĩ mở phòng mạch ra chi cho nó uống vậy trời. Tôi thấy mở sòng bài chắc ăn hơn. Trời ơi, vô phòng mạch bác sĩ mà coi bài bạc nó văng tứ tung luôn tàn như máu nhuộm bãi Thượng Hải, như Las Vegas. Bó tay. Dạ chào. Chào cô. Tôi khám bệnh. Bác sĩ mới đi. Bác sĩ đi đâu? Mới đi về. Bác sĩ Lý Tâm Thần phải không ạ? Tôi là Lý Tâm Thần. Cô. Bác sĩ. Cô gọi điện thoại sáng phải không? Vô ngồi chơi. Ngồi đi. Mới tới đây lần đầu hả? Dạ phải. Thôi được rồi. Ngồi chờ tôi chút. Đưa cái này. Cô mở hồ sơ mới cho cô. Dạ. Đó thao văn phòng của tôi mà cô bước vô là đúng văn phòng luôn á. Là tại vì văn phòng của tôi là hễ bệnh nhân mà mới vô là xài hồ sơ mới liền, không có chơi hồ sơ cũ. Nhiều khi hồ sơ cũ rồi ghi nó lộn xộn, cô biết không? Bây giờ cô điền vô đi. Dạ, điền, bác sĩ điền cái này điền làm sao đây? Cô đọc chỗ này, đây là giờ đêm nè, giờ chả, không phải, đây ngày... Ngày xanh. Ngày xanh là bớt rồi đây, bớt rồi đây ha. Đó, rồi cô ghi vô ha. Cứ điền hết vô đi. Tôi chuẩn bị tôi khám cho.
À, đeo cái bao tay vô. Đó, đeo cái bao tay vô trước. Điền điền đi cô hai, dạ, cô dạ, cứ điền đi. Bởi vì thủ tục mà để khám cho người bệnh là phải cẩn thận thôi. Và anh này là vấn đề khử trùng mà, ha? Ấy. Khử trùng. Còn cái đồ chụp mỏ. À. Đây là bác sĩ. Không phải phải chọn cái đó là đây, cái này, cái này phải có cái này mới được, không có cái này là khám không có được. Phải đủ thủ tục mới khám được. Trời, tôi khó tính lắm. Rồi xong xuôi là hồ sơ xong rồi ha. Dạ. À, cô lên canh, mời cô lên canh. Lên cho tôi coi cái vấn đề trọng lượng á, vấn đề trọng lượng quan trọng. Trời ơi, ta nói con người của cô nghe, có chút xíu vậy mà 140 pound không nhận nha, chất lượng quá. Bác sĩ, cái cân của bác sĩ hư rồi. Trời ơi, cô nói vậy mà. Cô em nói 90 pound à. Cô nói vậy là tôi tự ái liền, xin lỗi cô nghe. Cô bước vô trong cái văn phòng này là đồ xịn không nha cô. Đồ là đồ tốt không, đồ mới mua không mà brand name nữa nha. Cái đồ này xin lỗi cô, tôi nói thiệt với cô, cái gì cho cái vấn đề mà trọng lượng hay là bất cứ những cái gì á, bởi người ta nói sai một ly là đi một dặm, là tôi không bao giờ mà tôi làm cái đồ cũ á, chơi đồ mới. Nhưng mà em có 90 pound à bác sĩ. Trời ơi, cô đừng có cãi tôi cái. Đúng rồi, đúng rồi, bây giờ cô tháo cái này. Đúng rồi. Trời ơi, cô chơi cái này. Cô chơi cái này vô. Đó, đã xong xuôi rồi. Đó, bây giờ cô. Trời ơi, cũng y chang thấy không? Đâu có thụt xuống cái nào. Tôi nói cái cân của tôi không có hư mà cô cứ cãi tôi hoài. Bác sĩ. Cái này sao bác sĩ để đây? Không, bị tôi nghĩ cô cũng nghĩ như tôi, người đau của đó tôi để dưới chân coi cho chắc ăn. Xin lỗi, bỏ xuống. Đó, em nói mà, em có 90 pound à bác sĩ. Tại vì nãy cái này bỏ lên là nó nặng là đúng rồi. Nhưng mà tôi nói với cô, tôi đảm bảo cái cân tôi là đúng, thấy không? Cô công nhận 90 pound là đúng, 90 pound phải không? Đúng rồi. Đó, bởi tôi nó phải xài đồ xịn thôi. Thôi, cô ngồi đây đi, cô ngồi đây đi, rồi tôi khám cho cô. Phải lấy đồ nghề khám nữa. Trời, ta nói nhiều khi nó đủ thứ chuyện hết coi. Bác sĩ à, sao cái đèn của bác sĩ nó đằng sau vậy? Ủa, đã lộn hả? Để làm sao hả? Bị tôi nói cô nghe, nhiều khi gặp cô đó, rồi đầu óc tôi nó bị, nhiều khi nó bị, thôi khỏi cần giải thích đi, đại khái là mình lộn á, đại khái mình lộn, bây giờ mình đeo lại, đó, thấy không? Tôi thì cô, cái mấy cái đồ này là tôi xài từ hồi nhỏ rồi, hồi nhỏ tôi có khiếu lắm. Cái ba cái vụ đeo lên và đi soi ớt là, không phải, đi coi người chết, nghiên cứu về người chết là nghề của tôi mà. Rồi, giờ khoan tạm thời tắt cái đèn này trước đây. Trời ơi sao, cứng quá. Đại khái nó vậy đi, đã tắt đèn tắt rồi sao. Bây giờ cô chờ tôi đi. Cái này là bắt đầu là đo áp huyết, đó. Rồi cô tròn cái tay vô ha. Tròn cái tay vô. Rồi, quá được luôn. Sao cái kim nó không có nhảy vậy bác sĩ? Trời, nó xì vậy mà cô kêu không nhảy. Trời, nó xì như bánh xe. Nó xì vậy mà. Là bao nhiêu? Rồi, quá tốt luôn, quá tốt. Cái này cũng ok. Đó. Tôi coi là cô không cần biết nhiều, tôi nói nhiều cô phải tin tôi nhiều rồi. Đó. Rồi giờ cho tôi bắt mạch đi. Chết cha. 1 phút 60 giây. Trời ơi, mặt cô nhảy như đồng hồ luôn á. Thì nãy giờ bác sĩ cầm chúng cái đồng hồ của em đó nè. Trời ơi, cô này, cô đúng hàng gì, cô hại tôi biết liền, thấy không? Công nhận cái tay tôi ghê gớm không? Tay tôi bắt vô là nhảy như đồng hồ, là như đồng hồ liền. Đáng lý ra là cô phải đưa cho tôi cái tay trái, vì cái tay trái là cái tim mà. Người ta máu chảy về tim là nó dồn vô tay trái nhiều hơn. Thì cũng may á,
bác sĩ cầm chúng cái đồng hồ này của em, bác sĩ mới thấy nó đập á. Chứ bác sĩ mà cầm cái tay này đó, chúng cái vòng, bác sĩ dám nói em bị đứng tim chết. Trời ơi, không có đâu, cái đưa cái tay là bắt mạch lại cho. Chết cha, là mạch cô có vấn đề rồi. Sao vậy? Mạch cô đập kiểu này là có vấn đề rồi. Vậy, vậy phải khám thôi, phải khám, bắt buộc phải khám. Mạch cô đập như vậy là phải khám răng á. Trời ơi, tôi nói là ngay chốc liền ha. Tôi nói là bảo đảm chính xác luôn. Tại sao? Bị cái gì vậy? Hả? Mạch đập giống vậy, cái răng nó có một cái nó bị sâu một lỗ chút xíu nha. Ồ. Tôi nói là cô phải tin lời tôi đây. Giờ là tôi phải ghi vô cái hồ sơ bệnh lý cho cô ha. Làm việc là phải có nguyên tắc, phải có khoa học đàng hoàng, nó mới tiến thân được. Bởi nhiều khi á, cô phải tới chỗ tôi thường xuyên. Chứ còn mấy ông bác sĩ khác á, cô gặp mấy ông bác sĩ khác á là trời ơi, cô không có chính xác là cô chết liền. Đây là tôi làm việc cẩn thận lắm luôn á. Ủa sao cái giấy không có mực ta? Bác sĩ à, sao bác lại lấy cái cặp nhiệt độ để ghi vậy bác sĩ? lộn túi. Chết mẹ, hồi nãy cái giấy kỳ đúc lộn đít nhỏ nào rồi. Lộn thôi, nhiều khi là nơ vợt nó lộn. Có cây khác liền, trời ơi, có bút bông tử. Bút bông tử. Nặng bao nhiêu ha? 90 pound. 90, nặng 90 pound nè. Huyết áp. Bác sĩ biết mà. Bác sĩ đo rồi mà. Đo rồi, huyết áp một thước hai. Nãy đo nhiêu? Huyết áp là bác sĩ nói tốt mà. Tajanepa. Ok. Phải chơi tiếng Tây, mình phải chơi tiếng Tây. Bác sĩ mà, tại cô uống thuốc Tây chứ cô không có uống thuốc Mỹ, phải dùng tiếng Tây. Nhiều khi cô không hiểu là sorry cô thôi. Nhưng mà cái này trong vấn đề nghề nghiệp là tôi phải dùng tiếng Tây. Bây giờ là tôi phải lấy ống nghe để tôi nghe đo tim cho cô, nghe nhịp tim. Chết mẹ, cái ống nghe ở sòng bài rồi. Cái gì sòng bài bác sĩ? Không. Tại vì hồi nãy trước khi cô tới đó, có một cái cú phone ở trên sòng bài, nó gọi cho tôi emergency. Emergency là gọi cho tôi lên đó bị chân chẩn, có hai cái ông mới chết. Sao chết vậy? Một ông á là ổng trúng chắc vọt 20 mấy ngàn. Đó, xong rồi cái ông lên tăng xong máu ông ngã ông chết. Đó, còn một ông á là thua 10 mấy ngàn, xong rồi tìm đường gỡ mà tìm hoài không ra đường gỡ, xong rồi buồn quá đâm đầu ra xe chết. Nhưng mà cái ông này đó, ông đâm đầu vô xe chết rồi, bác sĩ đâu cần đi khám nữa đâu. Đúng rồi, tại vì cô nói vậy là cô không nghiên cứu vô cái lĩnh vực y khoa. Cái y khoa này là nó rộng rãi vô cùng, nó mênh mông quát ngát như biển sông đại dương mênh mông vậy đó. Đó, tôi đi nghiên cứu là không phải tôi nghiên cứu cái xác chết. Bởi vì cái xác chết không cần nghiên cứu, mà mình nghiên cứu cái lý do tại sao dẫn đến cái chết. Đó, là tôi lên trên đó là để tôi nghiên cứu cái ghế của ông ngồi. Đó, ví dụ như là cái ghế của ông ngồi, ví dụ ông đó mà ông ngồi lâu, mà ông thui như đó mà ông đâm đầu ra ông chết là con người ông không có biết control. Đó, mà nếu mà ông ngồi mau á, mà cái ghế ông nóng á, chưa nóng á, mà ông chết á, là con người ông đâm đầu ra ông chết là ông biết control. Là tại vì nếu mà ông không chết bây giờ là sau này là nguyên cả gia đình ông phải chết đói hết. Thành thử ra ông đó là con người biết control. Đó, mình nghiên cứu như vậy á. Nhưng mà thôi bây giờ kể cái chuyện mà ông có control không là chuyện đó bỏ qua một bên. Mà tôi là control nè. Không mà thôi tôi cũng bỏ cái vụ control của tôi luôn đi. Bây giờ là tôi phải khám cho cô thôi. Đã, khám cho cô. Bây giờ không cần phải có ống nghe, để tự động tôi áp tay vô ngực cô tôi nghe được. Ấy, bác sĩ, ngon. Được rồi bác sĩ, lần sau em trở lại em khám tim cũng được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Không phải khám là phải khám cho đầy đủ. Cô biết tại sao không? Tại vì khi mà cô khám mà cô đưa cái ống nghe vô cô khám là cô khám gián tiếp. Là gián tiếp nhiều khi nó không chính xác. Cái tiếng động bên ngoài nó không có đúng với cái nhịp tim của cô. Mà tôi khám như vậy gọi là khám live. Bác sĩ à,
Cái điều này nếu mà lát nữa mà bác sĩ bỏ quên cái ống chích là chết em á. Trời ơi, cô nói quá trời. Thôi được rồi, thôi nếu mà cô không muốn thì thôi tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho cô nghe, tôi hỏi cô nè. Bây giờ mới bắt đầu hỏi nè. Hỏi rằng để ghi vô hồ sơ bệnh lý là cô đã có chữa lần nào chưa? Em chữa nhiều lần lắm rồi. À, cô có chồng chưa? Chưa. Trời ơi, cô còn đi học chưa có chồng mà bị dính ba cái vụ này kẹt dữ ha. Thì đó, ngày nào đó em cũng bị đó. Ít nhất là 2-3 lần đó, đau muốn chết rồi bác sĩ. Trời ơi, cô phải tự kiềm chế đi chứ. Bác sĩ nói vậy chứ em biết kiềm chế làm sao bây giờ. Khi nó tới đó là nó tới. Trời ơi, em nói thiệt bác sĩ, em phải cắn răng em chịu chứ bây giờ bảo em kiềm chế làm sao. Cô đã chữa mà nó cũng không bớt chút nào hả? Thì chính vì nó không có bớt em mới phải chữa ngoài ngoài vậy đó. Thôi tôi đề nghị với con vậy. Sao bác sĩ? Đề nghị nghe, lời đề nghị nha. Dạ. Nếu cô không thích á mà nó tới đó, dạ, cô cứ kêu cảnh sát còng đầu nó cho tôi. Cho bác nó tở. Nói... Ừ. Bác sĩ nói còng đầu ai? Thì cái thằng mà làm cho cô chữa đó. Bác sĩ nói cái gì? Kêu cảnh sát còng đầu nó, nghe rõ chưa? Bác sĩ tâm thần hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tâm thần là tôi rồi, bác sĩ Lý tâm thần là tôi rồi, bây giờ mới phát hiện ra phải không? Tôi khám bệnh quá hay chứ gì. Thiệt là bất minh. Không có tiền mà cũng rủ tao qua chơi. Ai vậy bác ạ? Mấy cha nội kia chứ ai? Thăm bệnh ta thì lấy tiền. Còn thua bài mình xin thiếu. Trời ơi, khó chịu quá. Dạ, tôi nói cho anh nghe là tại vì vậy nè. Thường thường á, đa số mà bác sĩ như cỡ như mình á, như cỡ như mình nè. Cỡ như mình đây á là học nhảy không à. Học nhảy là sao? Hồi xưa ham học cho đặng cho mau ra bác sĩ thành thử học nhảy. Là học toàn là học toán cộng không, không có biết học toán trừ. Là muốn lấy tiền vô túi chứ không có muốn móc ra. Xin giới thiệu với cô. Đây là ông bác sĩ đồng nghiệp của tôi. Ổng là bác sĩ là chuyên môn trị bệnh là coi như nói chung là thập cẩm á. Tất cả các loại bệnh tổng quát, tổng quát, tổng quát. À, chào cô. Chắc là cô tới đây để khám thai phải không vậy? Trời đất ơi. Tại sao ai nhìn tôi cũng nói tôi bị có thai hết vậy? Trời ơi, tôi nói cho cô rồi, tôi giải thích cho cô nghe hồi nãy tới giờ rồi. Là học lên bác sĩ như tụi tôi là học cao ngút ngàn trời mây rồi, 7 năm trời rồi là cơm cha áo mẹ chữ thầy rồi. Học như vậy đó, nghiên cứu như vậy, thành thử ra đó là chỉ cần nhìn trên người khác là biết người ta có bệnh gì rồi. Đó là mới xuyên tâm liên. Thì ra là bác sĩ các ông không có cần hỏi bệnh nhân bị cái bệnh gì hả? Cần gì hỏi? Đúng rồi. Hỏi lỡ gặp bệnh nhân vừa câm vừa điếc làm sao hỏi? Đúng. Phải không? Quá chính xác. Bây giờ tôi đề nghị với hai ông như vậy. Đề nghị gì? Nghe liền ý kiến là góp ý kiến là nghe. À. Hai ông á, hai ông nên đổi nghề đi làm bác sĩ. Bác sĩ gì? Bác sĩ thú y mới đúng á.